Chỉ huy lực lượng đặc biệt ác của Nga, Thiếu tướng Ati Alaudinov đã chỉ ra toàn bộ tình hình cho cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, ở khu vực Cớt. Theo đó, quân đội Ukraine đã huy động hơn 11.000 quân nhân tham gia các trận chiến ở khu vực Cốt với dự kiến sẽ chiếm được nhà máy điện hạt nhân cốp trong vòng chưa đầy một tuần. Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết thêm rằng quân đội Nga đã nhận được những tài liệu đáng chú ý, bao gồm các chi tiết về hoạt động đang được phía Ukraine chuẩn bị ở khu vực biên giới, cũng như thông tin về những gì đã được lên kế hoạch và bởi lực lượng nào. Như vậy, AFU dự định sẽ chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân của Nga đặt tại thành phố Kuchatok vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh kế hoạch này đã không thành. Mặc dù huy động tới 11.000 binh sĩ, nhưng các mục tiêu đề ra của AFU không đạt được. Hầu hết trang thiết bị phía Ukraine đưa vào mặt trận cốt đều bị phá hủy. Trong khi đó, vệ binh quốc gia Nga đã đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân cất. Chỉ huy đặc nhiệm Ahmad nói thêm rằng, cuộc tấn công chớp nhoáng của Tổng thống Volodymyr Zelensky với việc chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân đã được lên kế hoạch để Ukraine ra tối hậu thư đàm phán với Nga. Thông tin này trước đó đã được các tù nhân chiến tranh Ukraine xác nhận. Hầu hết tù binh Ukraine khai nhận, nhiệm vụ chính là chiếm giữ khu vực lãnh thổ lớn nhất có thể để Kiev sử dụng đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. Thiếu tướng Ati Alaudinov nhấn mạnh, về vấn đề này, người Mỹ và toàn bộ khối NATO đã tính toán sai lầm. AFU không có đủ nguồn lực để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân cốt ở khu Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, các đơn vị AFU đã không còn khả năng tấn công thọc sâu và dần dần sụp đổ dọc theo toàn bộ phòng tuyến. Tình huống này được hiểu rõ ở Kiev, vì vậy, binh sĩ si AFU được lệnh cố gắng lấy ít nhất một thứ gì đó để chứng minh chiến dịch vẫn đang diễn ra thành công. Phương Tây cho rằng nhà máy điện hạt nhân Cớt có thể là mục tiêu tấn công của Ukraine ở khu vực Cớt. Vì vậy, chuyên gia quân sự người Anh Alexander Marguerite đã chỉ ra rằng đây là mục tiêu duy nhất mà việc người Ukraine chiếm giữ sẽ giúp tạo ra những thay đổi cơ bản trên chiến trường và giúp giải thích cho hoạt động quân sự bất ngờ và nguy hiểm của Kiev tuy nhiên ông alexer mercuris lưu ý quyết định như vậy cho thấy sự tuyệt vọng và mất mục tiêu của afu ông cũng thừa nhận ý tưởng táo bạo của ukraine đã thất bại đồng thời chuyên gia mercuris đánh giá việc afu tấn công vào khu vực cấp bằng cách sử dụng thiết bị quân sự do các nước phương tây cung cấp cho thấy sự can dự của nato trong cuộc tấn công trong các bức ảnh chụp có thể nhìn thấy xe bọc thép của mỹ và đức tham gia hoạt động Chuyên gia quân sự Anh bày tỏ nghi ngờ việc Mỹ và phương Tây không biết kế hoạch tấn công vùng cốt của Ukraine. Nếu mọi việc diễn ra đúng dự đoán, thì phương Tây đã cố gắng tham gia canh bạc cuối ở cốt và đã biết về tương lai thất bại tại Ukraine. Các nhà điều tra nga đang thu thập bằng chứng và lời khai từ người dân vùng cốt về sự tàn ác và vô nhân đạo của lính Ukraine để gửi tới Ủy ban Điều tra Quốc gia. Nhiều người dân vùng cốt đã kể lại việc phải nhanh chóng rời khỏi nhà cùng con cái vì lo sợ cho tính mạng của mình. Ủy ban điều tra nói thêm rằng các quan chức của cơ quan này cũng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và hàng ngày cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh trong cư dân vùng cốt do cuộc tấn công của AFU. Tù binh Ruslan Pontoraski thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 80 của AFU bị bắt ở quận Belovsky, vùng cốt, đã khai nhận về các vụ cướp bóc tại vùng chiếm đóng Binh sĩ AFU cướp bóc mọi thứ có giá trị từ những ngôi nhà dân. Ngoài ra, họ còn được lệnh bắn vào dân thường để phòng trường hợp kháng cự. Tù binh Pontoreski cho biết thêm, chỉ huy đã ra lệnh bắn vào chân những người đàn ông và ném họ vào hầm hoặc tầng hầm, còn nếu họ mang theo vũ khí thì thủ tiêu. Một cư dân của vùng cất có tên Yuri Maklakov đã kể lại việc nhiều xe ô tô dân sự bị bỏ lại trên đường với những người dân bị bắn và những lời hăm dọa của binh sĩ AFU tại các khu định cư bị chiếm đóng. Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quyền thống đốc vùng cấp Alexei Smirnov tuyên bố chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra để ngăn chặn hành động cướp bóc của binh lính AFU. Ông Alexei Smirnov khẳng định, chúng tôi đang theo dõi các trường hợp cướp bóc, tất nhiên có một mối nguy hiểm là các nhóm phá hoại đang hoạt động ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tăng cường tuần tra. Báo chana ua dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU đăng tải. Trong ngày 14 tháng 8, đã ghi nhận 153 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận. Những nỗ lực chính của quân đội Nga tập trung vào hướng Pokrov. Bộ Tổng tham mưu AFU tuyên bố, trên lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tiền lửa, 42 cuộc không kích, thả 47 quả bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 565 máy bay không người lái tự sát để tấn công vào các vị trí của chúng ta. Cụ thể trên hướng Kha phía Nga với sự hỗ trợ của không quân chiến thuật đã bốn lần tấn công vào các vị trí của AFU ở khu vực Volchan và Sotnitsky Kazachok. Trên hướng Kupiang, phía Nga đã tấn công 9 lần nhằm vào các khu định cư Sinkovka, Petropavlovka và Berestovoi nhưng bất thành. Theo hướng Limang, quân Nga đã tấn công quân phòng thủ Ukraine 15 lần ở các khu vực Makeyevka, Nesky và Ternov. Tình hình căng thẳng theo hướng Sivertki, Moscow đã cố gắng đánh bật IFU khỏi các vị trí trong các khu vực Ben Logorovka, Verkhne Kamensky, Spinoi và Vienka. Theo hướng Kramatok, IFU đã đẩy lùi 5 nỗ lực tiến quân của phía Nga gần Chasovza và Andriivka. Theo hướng Torez, với sự hỗ trợ của hàng không chiến thuật, phía Nga đã tấn công các vị trí của IFU gần New York, Torez và Severny 21 lần, trong đó nhiều cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Tâm điểm của chiến trường vẫn nhằm vào hướng Pokrovsky. Tại đây, phía Ukraine ghi nhận 55 hoạt động tấn công của phía Nga. Cùng thời điểm, theo hướng Kurakhovsky, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công của đối phương. Trên hướng Vomovsky, ít nhất 6 đợt tấn công của Nga đã được ghi nhận nhằm vào tuyến phòng thủ ở Vodianoi và Ukleda. Theo hướng Orekhov, 3 cuộc tấn công bất thành của Nga đã diễn ra ở các khu vực Malaya, Tokmakka, và Novodanilovka. Theo hướng Dnep, The năm 5 cuộc tấn công của Nga được ghi nhận, nhưng không có sự thay đổi về chiến tuyến. Báo Kyiv Independent đưa tin, quân đội Nga sử dụng mũi Kinbun Speed để tấn công miền nam Ukraine và các con tàu ở thành phố Mykolaiv. Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết mũi Kinbun Speed nằm ở cửa sông Dnipro, phía nam Kherson và là một phần của vùng Mykolaiv. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Plenchuk cho biết, thật không may, các vị trí của AFU đang bị tấn công từ mũi Kimbun Speed. Vị trí này rất quan trọng đối với chúng tôi, cũng như đối với người Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR tuyên bố, đặc nhiệm nước này đã đột kích và tiêu diệt khoảng 30 binh sĩ Nga cùng xe bọc thép trong một vụ đột kích nhằm vào Kimbun Speed hôm 9 tháng 8. GUR đã kéo cờ Ukraine tại khu vực này và ghi hình lại. Đây là cuộc đột kích thứ hai của đặc nhiệm Ukraine được báo cáo vào tuần trước. Những binh sĩ Ukraine đã phá hủy thiết bị, nhân sự và công sự của Nga trong cuộc đột kích vào Spit, ngoài khơi bờ biển của khu vực Kherson. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình nhân đạo và việc thành lập văn phòng chỉ huy quân sự nếu cần thiết tại một khu vực bị chiếm đóng của Nga mà Kiev khẳng định là lớn hơn 1.000 km vuông. Reuters đưa tin ngày 14 tháng 8. Ông Zelensky đăng trên Telegram. Chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn vào Kursk, từ 1 đến 2 km ở các khu vực khác nhau kể từ khi bắt đầu. Sau đó, trong bài phát biểu thường nhật của mình, ông đề cập đến số lượng tù binh Nga bị bắt ở Kursk ngày càng tăng và có thể sử dụng họ để trao đổi với các binh lính Ukraine hiện đang bị Nga giam giữ. Ông Zelensky nói, Cuộc tiến công của chúng tôi vào Kursk đang diễn ra tốt đẹp hôm nay. Chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu chiến lược của mình. Quỹ trao đổi cho đất nước của chúng tôi cũng đã được bổ sung đáng kể. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Kalimenko cho biết, việc tạo ra một vùng đệm được thiết kế để bảo vệ các cộng đồng biên giới khỏi những cuộc tấn công hàng ngày từ đối thủ. Trước đó, Ukraine đã phàn nàn rằng nước này gặp nhiều khó khăn để chống lại các cuộc tấn công ở khu vực biên giới của Nga bởi họ phải tôn trọng điều kiện của các nước phương Tây về việc sử dụng vũ khí được viện trợ. Ông Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép tấn công tên lửa tầm xa vào Nga. Về phần mình, Moscow cho biết họ đã bắn hạ 117 máy bay không người lái của Ukraine và 4 tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một video trên Telegram cho thấy máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đang tấn công nhiều vị trí của lực lượng Ukraine trong vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi một loạt các cuộc tấn công của Ukraine bên trong Kursk, bao gồm tại ruskoje Poreknoye, cách biên giới 18 km. Một số blogger quân sự nói rằng tiền tuyến đã được ổn định trong khi truyền hình nhà nước Nga đưa tin lực lượng của Moscow đang lật ngược tình thế. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết họ đang tăng cường an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ cách khu vực chiến đấu 35 km. Tại khu vực biên giới Benkoros của Nga, thống đốc Vyacheslav Klatko đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nga nói rằng họ đã sơ tán khoảng 200.000 người từ khu vực biên giới. Thống đốc lâm thời của khu vực Kursk cũng cho biết cư dân khu định cư biên giới Kruskovo đã được lệnh sơ tán. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vrechuk cho biết Kiev sẽ mở các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường về cả hai phía Nga và Ukraine. Rủi ro lớn cho Nga, Ukraine và phương Tây Reuters nhận định cuộc đột kích chưa từng có này mang lại rủi ro lớn cho Nga, Ukraine và phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay các quan chức Mỹ liên tục liên lạc với Kiev về vụ xâm nhập, mặc dù Nhà Trắng tuyên bố Washington không nhận được thông báo trước và không hề tham gia vào vụ việc. Trong khi đó, các quan chức Nga cho rằng các bên hậu thuẫn phương Tây của Ukraine chắc hẳn biết về cuộc tấn công. Tất nhiên, họ đã tham gia, nghị sĩ Nga Maria Putina nói với Reuters cuộc tấn công có thể khiến lực lượng Ukraine trở nên mong manh hơn ở các khu vực khác của mặt trận. Giao tranh nặng nề nhất vẫn diễn ra ở khu vực Donetsk và Zelensky nói rằng lực lượng của ông ở đó sẽ nhận được nhiều vũ khí hơn so với kế hoạch từ gói hỗ trợ kế tiếp của phương Tây. Tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky cho biết, thị trấn sút xa của Nga, một trung tâm vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga chạy qua Ukraine sang châu Âu, hiện hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Tính đến ngày 14 tháng 8, khí đốt tự nhiên vẫn đang được vận chuyển. Bộ Ngoại giao Kiev nói trên X, sút xa nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine, tuy nhiên Ukraine không có ý định lấy đất đai của bên khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev tiếp tục giành được nhiều bước tiến ở vùng Kursk của Nga và đã tiến thêm 1-2 km trong ngày 14 tháng 8. Ông Zelensky viết trên Telegram, Chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn ở vùng Kurs, từ 1 tới 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bắt hơn 100 tù binh Nga trong cùng khoảng thời gian này. Trong video được đăng tải trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã được tư lệnh quân đội Oleksandr Sisky báo cáo tình hình chiến trường. Theo tướng Sisky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Torres và Pokrov để ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa. Tướng Shishki cho biết, thị trấn biên giới sút xa của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông Shishki nói trong video, việc tìm kiếm và hạ cục đối thủ ở khu định cư sút xa đã hoàn tất. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của Kiev đã kiểm soát hơn 40 km vuông bên trong vùng Kursk, tây nam Nga trong 24 giờ qua. Ông Sinsky xác nhận 74 khu định cư ở Kurs hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Ông nói, mặc dù cường độ giao tranh cao, tình hình vẫn được kiểm soát, chúng tôi tiếp tục hoạt động. Trước đó, ông Sinsky hôm 12 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga ở Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk. Thủ tướng Ati Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga và Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Akhmat thông báo, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào quân đội Ukraine tại khu định cư Matinovka ở Kurs. Ông Alaudinov nói, cuộc tiến công tích cực của họ đã bị chặn lại và hiện họ đang cố gắng tiến vào một số khu vực. Chúng tôi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho họ tại khu định cư Matinovka, nơi họ đã lên kế hoạch di chuyển. Ông Alaudinov nói thêm, bây giờ họ không tiến lên nữa, một số lượng lớn binh lính và thiết bị đã bị xóa sổ và quá trình này vẫn tiếp tục. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ phải chịu đựng những tổn thất không thể khắc phục khi tiến hành các hoạt động quân sự và cố gắng thiết lập các tuyến đường hậu cần ở Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay, Ukraine mất 2.300 quân nhân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 xe, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 pháo phóng loạt và 15 pháo dã dạ chiến trong chiến dịch Kursk. CNN dẫn một nguồn tin tại cơ quan an ninh Ukraine SBU hôm 14 tháng 8 cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào các sân bay của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Các máy bay không người lái nhắm vào 4 sân bay của Nga trong đêm. Nguồn tin của SBU nói rằng cuộc tấn công là một hoạt động chung giữa nhiều lực lượng quốc phòng của Ukraine, bao gồm SBU, không quân và lực lượng đặc nhiệm. Nguồn tin này cũng tiết lộ các sân bay ở các thành phố Voronezh, Kursk, Svatlaika và Borisolet của Nga đã bị nhắm mục tiêu. Trước đó, không quân Ukraine đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở Kursk, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Ngày 14 tháng 8, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik nói rằng tập thể phương Tây điếc mù khi nói về các cuộc tấn công của Ukraine và tỉnh Kursk, Nga, theo hãng thông tấn TASS. Ông Mirosnik nói, nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc vào mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường. Ông Mirosnik nói rằng, Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Nhà ngoại sau này dự đoán rằng các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm hàng nghìn UAV cho Ukraine trong thời gian tới. Ông Mirosnik nói thêm, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng NATO sẽ mua UAV cho Ukraine. Anh và Latvia cho biết sẽ dẫn đầu liên minh và cung cấp cho Kiev hàng nghìn UAV. Ông Mirosnik cũng cáo buộc phương Tây cố gắng bằng mọi cách có thể để biện minh cho các hành động khủng bố của Ukraine tại Kursk. Theo đại sứ Nga, sự thật trắng trợn về một hành động khủng bố do Ukraine tổ chức và thực hiện, phương Tây đang cố gắng bằng mọi cách để biện minh cho hành động đó, cố gắng nói rằng Ukraine có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, ông Mirosnik cũng cho biết Nga đã phổ biến thông tin về tình hình các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kurs với các nước và các tổ chức quốc tế. Ông Mirosnik cho biết thêm, đầu tiên tất cả dữ liệu được truyền đến các tổ chức quốc tế nơi có các phái đoàn Nga, Thứ hai, thông tin chi tiết để gửi đến các tổ chức nước ngoài của Nga, tức là thông qua các đại sứ quán của chúng tôi đặt tại các quốc gia. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng Nga cố gắng cung cấp thông tin tối đa cho các đối tác để cộng đồng quốc tế có thể đánh giá đúng đắn về những gì đang diễn ra. Ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga sau hơn một tuần chiến đấu khi ép tuyên bố kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow cho biết đã chặn đứng các cuộc tấn công của Kiev, khiến đối phương tổn thất hơn 2.300 binh sĩ và hàng trăm thiết giáp. Tuần báo Argumenti i AIF.ru của Nga ngày 13 tháng 8 đưa tin, Đại úy phi công quân sự Alexander Mikulia, chỉ huy đơn vị không quân trực thuộc Đỗ đoàn Không quân Chiến thuật số 40 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Theo thông tin ban đầu, khi thiệt mạng, Mikulia đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và điều khiển một chiếc MiG-29. Argumenti i cho hay, trong tuần qua, quân đội Nga đã vô hiệu khóa vĩnh viễn hai máy bay chiến đấu của đối phương Ukraine. Đại úy Mikulia là người đã điều khiển một trong hai chiếc máy bay. Theo Argumenti i có khả năng Mikulia đã tham gia vào cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga, dù thông tin này chưa được xác nhận. Trước đó, theo tạp chí Forbes Mỹ, trên Internet đã bắt đầu xuất hiện các đoạn video ghi lại hình ảnh máy bay chiến đấu Ukraine ném bom vào các mục tiêu ở Kursk. Trang tin tức Nga Zila RF chuyên về các vấn đề quân sự quốc phòng khẳng định, Mikulia đã bốc cháy cùng với chiếc máy bay chiến đấu của mình tại Kursk. Cùng ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn Julian Ukraine xác nhận phi công Alexander Mikulia, 27 tuổi, chỉ huy đơn vị không quân Ukraine đã tử trận trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga. Union cho hay, tin buồn, vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, chúng ta đã mất đi một người bảo vệ và người con trung thành của Ukraine. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, Đại úy Alexander Mikulia, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1997, chỉ huy đơn vị Không quân Ukraine đã hy sinh. Theo Sila RF, Mikulia được truyền thông Ukraine gọi là bóng ma của Kiev khi có khả năng đối phó hiệu quả với các đợt tấn công của không quân Nga. Viên phi công này được đào tạo tại các nước phương Tây, có thể điều khiển không chỉ các chiến đấu cơ Ukraine mà còn cả tiêm kích NATO. Tình hình tại Kursk vẫn diễn biến phức tạp khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 12 tháng 8 thông báo lực lượng Ukraine đã kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 8 tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã thiệt hại tới 2.030 binh sĩ, 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 179 xe bọc thép, 78 xe cơ giới, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS và 14 hệ thống pháo dã chiến. Theo tờ Chana.ua Ukraine, hiện tại chính quyền Ukraine đang rất lo ngại trước thông tin về một nhân vật đáng cờm sắp được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm để chỉ huy chiến dịch bảo vệ Kursk. Đó là người giữ mệnh danh anh hùng Nga, thư ký hội đồng nhà nước Alexei Diumin. Tin đồn về việc ông Putin bổ nhiệm ông Diumin làm người phụ trách hoạt động chống khủng bố tại Kursk đã được thảo luận trên diễn đàn The Public của Nga từ tối 12 tháng 8, sau khi có thông tin ông Diumin tham dự một cuộc họp với Tổng thống Putin về tình hình Kursk. Tin tức được lan truyền rộng rãi vào sáng ngày 13 tháng 8 trên kênh Telegram Riba của cựu nhân viên phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zvinchuk và World của blogger quân sự nổi tiếng Siamon Pegov. Tờ Moskovsky Komsomolet MK dẫn nguồn tin riêng cho biết, ông Dyumin sẽ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kursk. Nhiệm vụ chính là phối hợp các hoạt động của quân đội Nga với các cơ quan an ninh và chính quyền địa phương. Theo nguồn tin, ông dumin sẽ được treo quyền hạn đặc biệt, mặc dù không phải là thành viên chính thức trong Bộ Tổng tham mưu hoặc Bộ Quốc phòng Nga. Ông sẽ quản lý không chỉ các hoạt động của quân đội mà còn của các cơ quan hành chính và an ninh địa phương. Cũng theo MK, ông Yumin sinh ra tại Kursk và đã có sự thể hiện xuất sắc trong việc lập kế hoạch cho chiến dịch Crimea năm 2014. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phá vỡ sự im lặng kéo dài một tuần qua liên quan tới cuộc tấn công bất ngờ của Ukraina vào tỉnh Kursk thuộc lãnh thổ Nga. Cụ thể, tổng thống Ukraine nêu ra mục đích cho cuộc tấn công táo bạo của quân đội bảo vệ khu vực biên giới đã được lực lượng Nga sử dụng để bắn phá vùng Sumy lân cận của Ukraine. FT dẫn lời các nhà phân tích quốc phòng, binh lính Ukraine và thậm chí từ phía Moscow đã đưa ra lời giải thích cho hoạt động này để kéo lực lượng nga ra khỏi mặt trận nơi quân đội Ukraine đang dần mất đi thế trận, để khôi phục lại một số niềm tin và khả năng tấn công của Ukraine và kiểm soát một phần lãnh thổ của nga để sử dụng làm đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Điều đáng chú ý này đã được Tổng thống nga nêu rõ ngày 12 tháng 8 theo giờ phân tích trong tất cả các mục tiêu chiến lược tiềm năng của cuộc tấn công vào Kursk, mục tiêu chiếm lãnh thổ như một con bài mặc cả là hấp dẫn nhất nhưng cũng là mục tiêu nguy hiểm nhất Kiev biết rằng sẽ phải chịu áp lực ngày càng tăng để đàm phán chấm dứt chiến tranh, đặc biệt là nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Về mặt ngoại giao, Ukraine đã cố gắng đi trước một bước, thúc đẩy công thức hòa bình riêng và cam kết sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế với sự tham gia của Nga trước ngày 5 tháng 11. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine chỉ sau một đêm. Một số cựu quan chức và cố vấn của ông đã gợi ý rằng các biện pháp có thể bao gồm việc nhượng lại lãnh thổ một cách không chính xác để đổi lấy các đảm bảo an ninh có ý nghĩa của phương Tây. Kiev và nhiều đồng minh châu Âu lo ngại về việc chính quyền ông Trump 2.0 sẽ có thể gây sức ép Ukraine vào một nền hòa bình bất công. Nhưng với mức độ hỗ trợ quân sự hiện đại của phương Tây và việc huy động nguồn lực trong nước của Ukraine, Kiev không có con đường khả thi trong trung hạn để giành chiến thắng. Châu Âu dường như vẫn miễn cưỡng hành động. Mặc dù có sự công nhận rằng châu Âu sẽ phải làm nhiều hơn để trang bị vũ khí cho Ukraine, nhưng không có cuộc thảo luận thực chất nào về các lựa chọn, một quan chức cấp cao của châu Âu cho biết hầu hết các nước phương Tây đều bày tỏ kỳ vọng Kiev ở vị thế mạnh nhất có thể để đàm phán. Cho đến cuộc tấn công Kursk tuần trước, Ukraine có rất ít lựa chọn để đạt được mục tiêu trong ngắn hạn. Ở mặt trận phía đông, Kiev đang mất dần vị thế. Vị thế của Nga dường như đã cố thủ ở Việt Nam. Bây giờ, Kiev có thể có cơ sở mạnh mẽ hơn trong trường hợp đàm phán với Nga. Theo các cuộc thăm dò dư luận, công chúng Ukraine ngày càng cởi mở với một giải pháp đàm phán với Nga, nhưng vẫn phần lớn phản đối các nhượng bộ về lãnh thổ. Mặt khác, quân lính Ukraine và các nhà phân tích phương Tây lo ngại rằng việc đổ nguồn lực khan hiếm vào Kursk sẽ khiến Ukraine khó giữ được các vị trí chiến lược quan trọng ở Donetsk. Những bước tiến mạnh mẽ của Nga vẫn tiếp diễn tại khu vực đó trong những ngày gần đây. Nhà phân tích người Phần Lan Emil Skatekhemi đặt câu hỏi trên mạng xã hội X. Ukraine có thể đạt được điều gì nếu họ chi nhiều nhân lực và thiết bị hơn để kiểm soát thêm nhiều khu vực biên giới, theo hướng Kurs. Lợi ích thu được từ việc kiểm soát nhiều đất đai hơn chỉ là hạn chế. Là... Cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kurs của Nga trong tuần qua không làm giảm bước tiến của Nga ở mặt trận Donbass trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược trầm trọng. Chiến lược của Ukraine đột kích Kursk và tấn công Crimea Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga khoảng 10 tháng sau khi Moscow tái khởi động cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Donbass, nơi quân đội Ukraine đang bám giữ từng vị trí quan trọng và phải chịu tổn thất lớn khi cố gắng làm suy yếu khả năng tấn công của Nga binh sĩ Oleksandr Marosnik thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine cho biết chiến dịch tấn công Kyiv đã mở ra một mặt trận mới. Nga sẽ phải tái triển khai quân đội hoặc điều động lực lượng dự bị để bảo vệ biên giới. Điều này sẽ làm giảm áp lực đối với Ukraine tại các khu vực khác. Chiến dịch đột kích biên giới Nga được cho là bổ sung cho các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của Ukraine vào bán đảo Crimea. Khi Nga tấn công vào các điểm yếu trong hàng phòng thủ của Ukraine ở Donbass, Kiev cũng lợi dụng lỗ hổng của Moscow ở phía Nam, phía Đông Bắc và hiện tại là trên lãnh thổ Nga. Kostiantin, binh sĩ vận hành máy bay không người lái của Ukraine cho rằng cuộc đột kích tại Kursk nhằm mục đích đánh lạc hướng Nga khỏi tiền tuyến ở phía Đông theo giờ phân tích đây cũng có thể là nỗ lực của chính phủ ukraina nhằm chuyển hướng sự chú ý của giới truyền thông trước tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở biển đông hoặc giúp giảm bớt sức ép cho các đơn vị ukraina đang phải gánh chịu khẩu quả nặng nề từ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của nga trên những mặt trận khác tổng thống nga putin cho rằng việc ukraina tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk là nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của nga ở donbas Ông tuyên bố sẽ đáp trả xứng đáng và khẳng định nhiệm vụ chính của quân đội Nga là đánh bật Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Mặc dù Ukraine tiếp tục mở rộng khu vực chiến đấu tại biên giới của Nga, nhưng việc Moscow đổ thêm quân tiếp viện và trang thiết bị tới khu vực này đã ngăn cản Kiev tiến sâu hơn. Ukraine cũng đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Benkoros, nằm sát tỉnh Kursk, song cuộc tấn công này không mấy hiệu quả. Thời gian gần đây, Ukraine cũng thường xuyên tấn công các hệ thống phòng không đắt đỏ và hạm đội biển đen của Nga ở bán đảo Crimea nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ bán đảo này. Đây được coi là động thái chiến lược để tấn công vào phía sau phòng tuyến của đối phương trước khi Nga có cơ hội tấn công. Binh sĩ Kostiantin cho biết, quân đội Nga cần một khoảng thời gian nhất định để khắc phục thiệt hại và trong thời gian này, chúng tôi sẽ tranh thủ thực hiện một số hành động. Hồi tháng 6 vừa qua, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga, buộc tàu tuần tra cuối cùng của hạm đội này phải rời Crimea đến nơi trú ẩn an toàn hơn. Ông Dmitry Zimailo, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành cơ quan an ninh Ukraine, nhận định, mối đe dọa liên tục đối với Crimea đã buộc Nga phải triển khai thêm hệ thống phòng không tới phía đông bán đảo để bảo vệ cây cầu Kursk, khiến các thành phố Sevastopol và Kepaturia dễ bị tấn công. Ông Dmitry Zimailo nhấn mạnh, Chúng tôi đang có xung đột với Nga ở cấp độ chiến lược và để giành chiến thắng trên mặt trận, chúng tôi phải chuyển cuộc chiến sang lãnh thổ Nga, làm gián đoạn hoạt động hậu cần của họ. Đây là một công việc lâu dài và chưa có kết quả rõ ràng. Vẫn cần thời gian để xác định chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga và cuộc tấn công vào Crimea tác động ra sao đến tình hình trên chiến trường. Nhưng điều này cho thấy Ukraine muốn phá vỡ ưu thế của quân đội Nga bằng cách tấn công từ ba phía, Bắc, Đông và Nam. Theo giờ phân tích, cuộc đột kích của Ukraine tại tỉnh Kursk có thể làm giảm hoạt động của Nga tại khu vực Kharkov ở đông bắc Ukraine. Trước đó, quân đội Nga đã mở mặt trận mới trong cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 5 năm 2024, khiến Ukraine mất cảnh giác và buộc phải giàn trải lực lượng. Nga ngày 9 tháng 8 tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Ukraine gần các ngôi làng tại khu vực Kursk khi đối phương tiến sâu hơn 30 km vào lãnh thổ. Ông Sergey Kuzan, chủ tịch Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraina, một nhóm nghiên cứu phi chính phủ, nói rằng, trong những ngày tới, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo quân sự và chính trị Nga, cũng như việc liệu họ có sẵn sàng đánh đổi những lợi ích ở Donetsk để bảo vệ Kursk hay không. Theo ông Kuzan, Nga đã điều động một số lực lượng tới các mặt trận Kharkov và Chasovya đến vùng biên giới, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow vẫn muốn duy trì cường độ tấn công ở tỉnh Donetsk. Mặt trận Bokrov, nơi quân đội Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất, có thể là nơi cuối cùng Moscow muốn rút quân. Ông Kuzan lưu ý. Một số chuyên gia quân sự và sĩ quan Ukraine thừa nhận tình trạng thiếu nhân lực là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với nước này trên tiền tuyến. Bên cạnh đó, lính pháo binh, lực lượng súng cối và các đội xe tăng từ nhiều lữ đoàn của Ukraine cũng than phiền rằng họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Trong khi quân đội Ukraine tiến từng bước vào khu vực Kursk, thì trên tiền tuyến Donbass, các binh sĩ nước này đang phải rút lui dần và thấy ít hy vọng nhìn về tương lai. Y Kho, binh sĩ 35 tuổi thuộc lưỡng đoàn cơ giới số 93 của Ukraine đang triển khai trên mặt trận Chasovya, cho biết. Trong số 105 người của lực lượng bộ binh, chỉ có 3 người sống sót sau đợt triển khai kéo dài một năm ở khu vực này, số còn lại bị thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương khi chiến đấu. Chersovia là một trong ba trục của tiền tuyến bị ảnh hưởng nặng nề sau các cuộc tấn công của Nga năm 2024. Quân đội Nga đã tiến lên con kênh phân chia lãnh thổ do Ukraine và Nga kiểm soát ở thị trấn này và đang cố vượt qua hàng rào tự nhiên đó. Cách Chersovia khoảng 40 km về phía tây nam, các lực lượng Nga đang tiến gần hơn đến khuyết mạch hậu cần chính của Ukraine. Đối một số khu vực của tỉnh Donetsk với trung tâm hậu cần ở Pokrov và các thành phố ở phía tây. Sau khi giành quyền kiểm soát thành phố công nghiệp Avdiivka vào tháng 2, quân đội Nga đã chiếm hơn chục ngôi làng và chỉ còn cách tuyến đường cao tốc đóng vai trò là một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine khoảng 5 km. Nga cũng bắt đầu một cuộc tấn công mới vào khu vực Torres vào tháng 6, lợi dụng việc Ukraine rút một lượng đoàn giàu kinh nghiệm đến tăng viện cho Chasovia. Đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chiếm được New York, ngôi làng nằm ngay phía nam Torres, nhưng Ukraine đã bác bỏ tuyên bố này. Robley, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định, nếu Ukraine để xảy ra sai lầm chiến thuật khi tấn công vào sâu lãnh thổ của Nga, họ sẽ khó bù đắp cho các lực lượng bị tổn thất do tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí. Điều này khiến họ khó ngăn cản những bước tiến xa hơn của Nga. Ông Robley nói thêm. Tiềm năng tấn công của Nga rất có thể sẽ suy giảm vào năm 2025, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều đó có xảy ra hay không. Nhưng thời điểm hiện tại, Nga vẫn đang tiến lên và rõ ràng là các đơn vị của Ukraine đang phải chịu áp lực gia tăng. Trong tuyên bố mới nhất với truyền thông, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thủ tướng Ati Alaudinov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đang chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk khi cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga hầu hết lực lượng và trang bị của AFU tiến vào lãnh thổ Nga ở tuyến đầu đã bị tiêu diệt. Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov nhấn mạnh, quân đội Nga đã kiểm soát được tình hình, hầu hết các khu vực AFU chiếm đóng đều đã bị bao vây và cô lập. Theo đó, một cuộc dọn dẹp đang diễn ra và các đơn vị Nga vẫn đạt mục tiêu chiến thuật trên chiến trường với tốc độ tốt. Ông Ati Alaudinov nhận định, hơn nữa, đối phương hiện đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề đến mức chưa từng ghi nhận tại chiến trường phía đông Ukraine. Tướng Alaudinov cũng cho biết quân đội Nga kiểm soát và ngăn chặn khả năng hoạt động của AFU ở khu vực Kursk. Đại sang ngày thứ Ba, quân đội Nga đã tích cực tiêu khao nhân sự và phá hủy trang bị của Ukraine vượt biên giới. Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc giao tranh ở hướng Kursk, AFU đã tổn thất 2.030 binh sĩ và hàng chục phương tiện chiến đấu hạng nặng. Theo chỉ huy quân sư đoàn hoang dã Donbass, Aka Avitba, quân đội Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát chiến trường trong 10 ngày sau khi AFU mở cuộc tấn công xuyên biên giới sang vùng Kursk. Cụ thể, cường độ giao tranh và quy mô đang được quân đội Nga tăng dần với sự hiệp đồng của các đơn vị chiến đấu của lục quân và không quân. Về cơ bản, Ukraine không có đủ nguồn lực để đối phó với quy mô như vậy, nhất là trên lãnh thổ Nga chỉ huy lực lượng đặc biệt ác mát của Nga, tư tướng Ati Alaudinov cáo buộc Mỹ đang đứng sau chỉ huy hoạt động tác chiến của Ukraine tại Kursk. Tướng Ati Alaudinov tuyên bố, Bộ Chỉ huy của khối NATO rõ ràng đã tham gia vào việc điều phối hoạt động, tức là họ đã tham gia cuộc tấn công này. Tôi tin rằng nó được chỉ huy trực tiếp bởi các tướng Mỹ. Ông Alaudinov cũng chỉ ra rằng nhiều lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc tấn công xuyên biên giới, bao gồm cả người Pháp và người Ba Lan trong hàng ngũ afu có thể có các chuyên gia quân sự đến từ các nước phương tây nhà phân tích quân sự người anh alexander mekaris đánh giá các lữ đoàn tốt nhất của afu đã rời vị trí ở donbass để tiến vào khu vực kurs chuyên gia quân sự alexander mekaris cho biết một số binh sĩ giàu kinh nghiệm chủ chốt của AFU đã rút khỏi các vị trí chiến đấu ở Donbass để thực hiện cuộc tấn công này. Tôi cũng nghi ngờ rằng một số đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine đã tham gia trận chiến này. Họ là lực lượng bảo vệ thủ đô Kiev. Ông Mekaris cũng nhấn mạnh rằng AFU đã chuẩn bị cuộc tấn công một cách vội vàng. Điều này thể hiện rõ qua diễn biến của chiến trường tới thời điểm hiện tại. Trước đó, chuyên gia Mekaris đánh giá quân Ukraine đã rơi vào bẫy khi tiến vào khu vực Kursk. Đặc biệt, ông lưu ý rằng quân đội Nga đang dần kiểm soát tình hình trong khu vực và trong vài ngày qua, và tình hình đã thay đổi theo hướng có lợi cho Moscow. Báo Chana.ua dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine đăng tải trong ngày 13 tháng 8, ghi nhận 111 cuộc đụng độ trên tiền tuyến. Hầu hết các cuộc giao tranh diễn ra theo hướng Pokrovsky với 48 cuộc giao tranh và con số này còn tăng. Báo trên viết, Kể từ đầu ngày 13 tháng 8, 111 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra. Đối phương phóng một tên lửa, thực hiện 63 cuộc không kích, đặc biệt có 83 cuộc tấn công bằng bom KAB và 489 cuộc tấn công bằng UAV Kaminkaze. Thực hiện 2.760 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga đã 12 lần tấn công vào vị trí của các đơn vị Ukraine tại các khu vực Glubokoye, Lipsy, Tikhoi và Vopchan các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục. Theo hướng Kupian đã xảy ra hai trận đụng độ, Moscow đã cố gắng tiến về phía Sikoka và Novo Osinovo nhưng không thành công. Theo hướng Liman, quân đội Nga đã 11 lần tấn công vào vị trí quân phòng thủ Ukraine tại các khu vực Terni, make Makeevka cũng như trong rừng Serebriansky. Tình hình đã được kiểm soát. Theo hướng Sovetsky, Ukraine đã chặn đứng 5 cuộc tấn công ở gần Vene-Mensky và Spinoi. Theo hướng Kramatos, 5 nỗ lực tấn công của phía Nga ở gần Chasovya và Beligora đều thất bại. Theo hướng Torres, binh sĩ Moskova tấn công các khu vực Zeleny và Torres 7 lần trong ngày, có ghi nhận sự hiện diện của máy bay cường kích tấn công trợ chiến. Trong ngày, quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh vào quân phòng thủ Ukraine, theo hướng Pokrovsky. Tổng cộng có 48 hoạt động chiến sự được ghi nhận. Các cuộc giao tranh đáng chú ý được ghi nhận ở các khu vực Grodoka, Eliza Vetovka, và Zelani. Theo ước tính sơ bộ, AFU diệt 124 lính và làm bị thương 192 người khác. Hai hệ thống pháo phản lực BM-21 Gras, hai xe tăng, bốn phương tiện chiến đấu, một xe bọc thép MTLB và ba hệ thống pháo binh đã bị phá hủy. Nhiều hoạt động tấn công khác của Nga cũng được ghi nhận tại Krasnogorovka và Konstantinovka theo hướng Kurakovsky, Vodyanoy và Konstantinovka theo hướng Vremovsky và dọc sông Dnieper, vùng Kherson. Bộ Tổng tham mưu AFU thông tin, người Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công tại các khu định cư Sukhaya Banka, Votvizenka, Novo Aleksandrovka, Elisavetovka, Zelenoe Pole, Malinovka, Grodovka, Zelenie và Kroknoye. 14 cuộc đụng độ đang diễn ra. Tổn thất của địch ở hướng này đang được làm rõ. Đối phương cũng đã thực hiện 4 cuộc không kích vào Alexandropon và Grodovka. Theo báo Kiev Independent, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga nhằm mục đích ngăn chặn Moscow và gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbass và các cuộc không kích xuyên biên giới của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heohii Tiki cho biết, không giống Nga, Ukraine không tìm cách chiếm giữ lãnh thổ, chúng tôi muốn bảo vệ mạng sống của người dân mình. Cho đến nay, Kiev vẫn giữ im lặng về mục tiêu thực sự của chiến dịch này. Theo thông tin chính thức từ phía Nga, tính Tây Khép ngày 12 tháng 8, AFU đang kiểm soát 28 khu định cư ở vùng Kursk đã xâm nhập sâu tới 12 km dọc theo mặt trận dài 40 km vào lãnh thổ Nga. Ông Heohi Tiki cho biết, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng kể từ đầu mùa hè năm nay, vùng Sumi của Ukraine đã trở thành mục tiêu của hơn 2.000 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt, súng cối, máy bay không người lái, 255 quả bom dẫn đường và hơn 100 tên lửa phóng từ cớt. Thật không may, Ukraine không có đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí mà họ có thể đáp trả những hành động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm, cuộc tấn công ở vùng Kurs cũng nhằm ngăn chặn Nga tăng thêm quân tới Donetsk và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần quân sự của Nga. Sau khi cuộc tấn công của Nga vào Kharkov thất bại, Moscow bắt đầu tập trung nỗ lực vào phía đông, khi dồn mọi thứ họ có về phía Pokrov thuộc tỉnh Donetsk. Tờ Moskovskyi Komsomolets MK của Nga ngày 13 tháng 8 cho hay, sau hơn một tuần quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ và tỉnh Kursk của Nga, tình hình đã thay đổi. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 8 cho biết, nỗ lực đột phá của quân Ukraine trong các khu định cư Okchi Kolodets, Cao Trúc, Alexeyevsky đã bị chặn lại. Lực lượng Nga đồng thời đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Martinovka. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã thiệt hại tới 2.030 binh sĩ, 35 xe tăng, 31 xe bọc thép trở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 179 xe bọc thép, 78 xe cơ giới, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS và 14 hệ thống pháo dã chiến chỉ huy lực lượng đặc biệt Ahmad Ati Alaudinov tuyên bố phần lớn lực lượng và phương tiện quân sự của Ukraine tiến vào Kursk đã bị phá hủy. Việc loại bỏ lực lượng Ukraine tại các khu định cư ở Kursk đang tiếp tục được tiến hành. Theo MK, các nguồn tin của Ukraine và phương Tây đã buộc phải thừa nhận những tổn thất đáng kể đối với lực lượng của Kiev cho bản tin bình luận mới nhất trên kênh YouTube Dialu Quê Quốc, cựu chuyên gia phân tích của cơ quan tình báo trung ương Mỹ Cia Larry Johnson cho biết mức độ tổn thất của một lữ đoàn Ukraine trong chiến dịch Kurs đã vượt quá 60%. Ông Johnson nói: Tôi nghe nói đó là một cuộc đột kích, số lượng tham gia từ 2.000 tới 3.000 lính, tương đương với một lữ đoàn. Tuy nhiên ít nhất 1.400 người trong số họ đã thiệt mạng. Theo ông Johnson, với mức độ này, quân Ukraine không thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nga công bố hình ảnh các binh sĩ Ukraine bị bắt giữ, nguồn Royal Novosti. Vị chuyên gia nhận định Ukraine không có đủ lực lượng và phương tiện để duy trì sự hiện diện lâu dài ở khu vực Kurs. Trong khi đó, Nga vẫn đang tăng tốc tiêu diệt quân đội Ukraine và phá hủy xe tăng cũng như xe bọc thép của quân Kiev. Đáng lưu ý, MK dẫn nguồn tin từ Ukraine cho biết lực lượng đang phải hứng chịu tổn thất to lớn ở Kursk là lữ đoàn 80 Ukraine. Bộ chỉ huy của lữ đoàn này hiện đang yêu cầu cấp trên cho họ rút quân khỏi khu vực Kursk để bổ sung nhân lực, duy trì khả năng chiến đấu. Theo tạp chí Forbes Mỹ, đây là lữ đoàn tấn công đường không được trang bị tốt nhất của Ukraine hiện nay. Nguồn tin cho hay, có rất nhiều binh sĩ Ukraine bị thương sau cuộc phiêu lưu vào tỉnh Kursk của Nga. Các bệnh viện tại Sumy đã bắt đầu quá tải. Những người bị thương đang được chuyển tới các bệnh viện nằm sâu hơn trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài binh lính Ukraine, theo MK, cuộc tấn công vào Kursk còn có sự tham gia của 120 lính đánh thuê Pháp, 180 lính đánh thuê Ba Lan và một lượng đáng kể lính đánh thuê Estonia và Anh. Trong đó, Anh đã cử thêm chuyên gia quân sự tới giám sát các nhóm đột kích và trinh sát của Ukraine. Nga lên tiếng về thông tin Ukraine bắt sống đặc nhiệm Akhmat. Liên quan tới thông tin 5 binh sĩ trực thuộc các đơn vị Akhmat Chechnya bị lực lượng Ukraine bắt giữ, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov khẳng định các binh sĩ này không thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat. Theo ông Alaudinov, những người bị bắt bao gồm 3 lính súng trường và hai chính sát viên. Họ đã bị bắt trong một cuộc chiến không cân sức. Ông Alaudinov nói, chúng tôi thừa nhận một số chiến binh Akhmat Chechnya đã bị Ukraine bắt giữ, tuy nhiên đó không phải là đặc nhiệm Akhmat, đồng thời yêu cầu Ukraine tiết lộ mật hiệu của các đặc nhiệm Akhmat nếu họ thực sự bắt giữ được chiến binh nào trong số này. Lực lượng Ukraine đã đi đến giới hạn, Trả lời MK, chuyên gia quân sự Nga Anatoly Matviichuk cho biết quân đội Nga đang tiêu diệt lực lượng Ukraine theo tiến trình sau, xác định vị trí đối phương và tiêu diệt máy bay quân sự và tên lửa, triển khai các đơn vị chiến đấu Piatnaska, ác tiếp cận lực lượng đối phương và loại bỏ khỏi vòng chiến đấu. Theo vị chuyên gia, với đà tiến công và chiến thuật của quân đội Nga, các đơn vị tác chiến của Ukraine khó có thể trở về nhà vì họ sẽ bị tiêu diệt ông Trúc dự đoán hành động tiếp theo của quân đội Nga sẽ là bao vây quân Ukraine. Ông Trúc nói, lực lượng không quân Nga đang tìm cách cắt đứt mọi nỗ lực của đối phương nhằm vận chuyển đạn dược, lương thực và quân tiếp viện từ vùng Sumy, giáp biên giới Nga các mặt xích này đang bị tên lửa Iskander và Kinzan tấn công. Lực lượng không quân và các nhóm cơ động của chúng ta đã xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine và đang tiến hành các cuộc đột kích sâu bên trong tỉnh Sumy. Do đó, rất có thể lực lượng đối phương sẽ bị bao vây một nửa. Chúng ta sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và giao thông huyết mạch để ngăn chúng rút lui. Chúng ta sẽ hành động cho đến khi nhóm này bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi được hỏi liệu Ukraine có triển khai chiến đấu cơ F-16 do phương Tây vừa cung cấp để tấn công Kursk hay không, ông Matt Vyichuk cho rằng hiện kia F chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ triển khai F-16. Vị chuyên gia nhấn mạnh, tuy nhiên các phi công của chúng tôi rất hào hức được gặp chúng F-16. Nếu các máy bay này xuất hiện thì cái kết của chúng đã trở sẵn, cả nhóm sẽ bị tiêu diệt. Ngày 13 tháng 8, các lực lượng Nga đã tấn công đáp trả binh sĩ Ukraine tại vùng Kursk, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới giao tranh giữa Nga và Ukraine tại mặt trận mới. Trước đó, phía Ukraine đã bất ngờ tấn công và tràn sang vùng Kursk thuộc khu vực Nga nằm sát biên giới khai nước. Nga tăng hỏa lực vào Ukraine sự kiện trên đây chú ý là vì đợt xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Putin, Ukraine tràn vào vùng Kursk nhằm tranh thủ lợi thế để có đòn bẩy trên bản đàm phán chấm dứt chiến sự tiềm năng sau này. Các blogger quân sự Nga đã đưa tin về nhiều cuộc giao tranh quyết liệt ở mặt trận Kursk. Họ cho hay Ukraine vẫn tiếp tục muốn mở rộng kiểm soát tại đây, trong khi Nga đã đưa thêm quân đội và vũ khí hạng nặng đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ Kiev. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn băng cho thấy máy bay Su-34 tấn công vào lính Ukraine. Ông Ati Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Ahmad Chenchen, khẳng định cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn và kẻ thù hiểu rằng kế hoạch tấn công chấp nhoáng của chúng đã không hiệu quả. Vừa qua, ông Putin đã nói với các quan chức cấp cao của Nga sẽ đẩy lui quân đội Ukraine, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng xứng đáng, nhấn mạnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến độ dọc theo các khu vực khác của mặt trận. Lâu nay, Nga và Ukraine đã tập trung giao tranh dọc chiến tuyến mạng phía đông Ukraine, nhưng vùng Kursk đang nổi lên như một mặt trận mới và có vẻ khai bên sẵn sàng phân tán lực lượng cho nhiều điểm nóng cùng lúc. Ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho biết có hai người thiệt mạng do các cuộc không kích của Ukraine tại thành phố Lysychansk, nơi Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trước đó, chính quyền Lysychansk nói hơn 30 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Nga đọc được bài của Ukraine một số quan điểm từ phương Tây cho rằng việc Ukraine chọc thủng vùng biên giới khiến Nga mất mặt và có thể giảm áp lực cho các điểm giao tranh ở Biển Đông và Đông Nam nước này do Moscow buộc phải chia khỏa lực. Tuy vậy, như phân tích của tuổi trẻ online gần đây, chiến thuật của Ukraine cũng là con dao khai lưới. Chính ép về cơ bản cũng giàn trải lực lượng trên nhiều chiến trường. Hôm 13 tháng 8, hãng tin Reuters nhận định, bằng việc dành lực lượng cho vùng Kursk, Ukraine có thể phải để lộ các khu vực khác trên mặt trận khi Nga tiến quân. Nga vốn có quân đội lớn hơn rất nhiều, có thể cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine. Quan trọng hơn, tính toán của Ukraine cũng chịu ảnh hưởng từ mức độ đáp trả của Nga khi vụ xâm nhập biên giới vừa qua có khả năng đẩy chiến sự tới những kịch bản leo thang khác. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vẫn khá thận trọng, không muốn xung đột Ukraine-Nga lan rộng thành mặt đối đầu trực diện giữa phương Tây với Nga. Vừa qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố không được cảnh báo trước về cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine cho cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, và vụ tràn qua biên giới vừa rồi là một nỗ lực phá hoại sự ổn định trong nước của Nga. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga khẳng định, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành những bước đi mạo hiểm có thể tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng vượt ngoài biên giới Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông thường xuyên được báo cáo về tình hình ở tỉnh Kursk, phát biểu của ông được nhà trắng trích dẫn. Ông Biden nói: Tôi thường xuyên nói chuyện với nhân viên của mình có lẽ là 4-5 giờ một lần trong 6-8 tám ngày qua. Việc này đang tạo ra cho Putin tình thế thật sự là tiền thoái lưỡng nan. Chúng tôi liên lạc trực tiếp và thường xuyên với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi nói trong khi tình hình đang trong giai đoạn cao trào. Cho đến hôm nay, ông Biden vẫn từ chối phát biểu công khai về vụ tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt phát lờ yêu cầu của Sputnik đề nghị bình luận về thông tin từ truyền thông Mỹ. Theo đó, chính quyền Mỹ đã ban phước cho chế độ Kiev tiến hành chiến dịch này. Trước đó, ngày 13 tháng 8, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine đang xem xét một số phương án cho một cuộc tấn công bất ngờ vào Nga sau khi nhận được sự ban phước của lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu cho cuộc xâm lược lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc OHCHR đã yêu cầu Moscow cho tiếp cận khu vực Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về hành vi xâm phạm của quân đội Ukraine. Cao ủy Nhân quyền Nga Tatiana Moskankova đã kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án chủ nghĩa khủng bố của Ukraine và thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm nhân quyền. Người phát ngôn của OHCHR, Ravina Samdasani ngày 13 tháng 8 cho biết, chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin về tình hình ở khu vực Kursk, nhưng nếu không được tiếp cận thì rất khó khăn. Chúng tôi đã yêu cầu được tiếp cận Nga để có thể có thêm thông tin. OHCHR thừa nhận rằng ít nhất 4 thường dân Nga đã thiệt mạng do chiến dịch quân sự của Ukraine. Theo quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, ít nhất 12 dân thường Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Ông cũng cho biết thêm 120.000 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới. Nghị sĩ Nga Alexei Chepa, phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, phát biểu với giới truyền thông ngày 13 tháng 8 rằng Moscow có xu hướng chấp nhận yêu cầu tiếp cận của Liên Hợp Quốc. Chepa nói với hãng tin Lenta.ru, nếu không có hành động khiêu khích nào ở đây và các ủy viên Liên Hợp Quốc sẽ khách quan về thông tin họ có thể có được ở đó thì rõ ràng là có họ có thể thấy sự tàn phá đã diễn ra và đưa ra kết luận phù hợp. Các thành phần của 6 lữ đoàn Ukraine đã xâm chiếm vùng Kursk vào sáng ngày 6 tháng 8, chiếm giữ một số làng biên giới. Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp và phát động chiến dịch chống khủng bố tại khu vực giáp danh với Sumy của Ukraine. Quân đội Ukraine được các phương tiện truyền thông phương Tây phỏng vấn đã thừa nhận rằng mục tiêu của cuộc xâm lược là chiếm một số lãnh thổ có thể được trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra và để giảm bớt áp lực trên mặt trận Donbass. Kể từ đó, Moscow đã loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev trong khi quân đội Nga đã đẩy nhanh tiến độ của họ. Ông Dmitry Polyansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố hôm 13 tháng 8. Để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra bất hòa giữa người Nga và khiến họ sợ khái đã mắc phải sai lầm chết người. Động thái này càng khiến xã hội của chúng tôi đoàn kết và phơi bày bộ mặt thật của đối thủ, những người đã gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện. Ông Poliansky cũng chỉ ra rằng không có một lời lên án nào từ các đồng minh phương Tây của Ukraine về hành động của chính quyền Kiev. Theo ông Poliansky, cuộc tấn công của Ukraine vào Curs là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng ủng hộ leo thang và sự thù địch. Quan chức Nga nhấn mạnh đây là phản biện tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi, những người đã tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu trả lời đưa ra, đó là một lựa chọn rõ ràng cho việc ủng hộ leo thang và thù địch, mong rằng không ai sau này nói rằng chúng tôi đã không cảnh báo trước. Ông Polyansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận sâu sắc. Chiến dịch đột kích quy mô lớn của Ukraine vào Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Theo số liệu thống kê mới nhất, hậu quả của cuộc tấn công là 12 dân thường đã thiệt mạng và 121 người khác, bao gồm 10 trẻ em bị thương, 69 người đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng của 17 người trong số họ rất nghiêm trọng. Hơn 8.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi các vùng biên giới ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk. Quân đội Nga cho biết tình hình gần Kursk đã được kiểm soát và Ukraine đang phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc đột kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine chắc chắn sẽ bị đáp trả xứng đáng sau cuộc tấn công vào Kursk và mọi mục tiêu của Nga sẽ đạt được. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 13 tháng 8 thông báo Ukraine đã kiểm soát 74 làng ở Kursk. Ông Sisky cho biết, cuộc chiến đang diễn ra dọc theo tiền tuyến, tình hình đã được kiểm soát dù cường độ chiến đấu cao. Trước đó, quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục điều lực lượng tới Kursk để đối phó cuộc đột kích. Politico trích lời ông Dmitry Likovy, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Tapria thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine cho biết, Nga đã rút một số quân khỏi tỉnh Zaporizhia và Kherson ở Ukraine để bảo vệ tỉnh Kursk. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kassionas cũng nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đang buộc Bộ Quốc phòng Nga phải di chuyển quân từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh ở biên giới ông Kassiunas tin rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu của Nga sâu hơn trong lãnh thổ của họ sẽ là một tín hiệu tốt từ các đối tác phương Tây. Theo tờ New York Times Mỹ, trong cuộc họp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Nga ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng đối với chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk nhằm phá hoại sự ổn định của Nga. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định cuộc tấn công của Ukraine sẽ không làm giảm vị thế đàm phán của Nga. Và ngay cả khi Moscow vội vã phản ứng với cuộc xâm nhập vào Kursk, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở tiền tuyến miền Đông và nhịp độ tấn công đã tăng 50% kể từ khi Kiev phát động cuộc đột kích vào Kursk. Theo tờ báo Mỹ, những tuyên bố của ông Putin đã thể hiện sự tự tin vào vị thế quân sự của Nga. Ông Putin nói, phương Tây đang chiến đấu với chúng ta bằng bàn tay của Ukraine, đối phương chắc chắn sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng và tất cả các mục tiêu của Nga sẽ được hoàn thành. Giới phân tích nhận định, cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk nhằm mục đích buộc Nga chuyển hướng lực lượng khỏi tiền tuyến miền Đông. Tuy nhiên, theo New York Times, cho tới thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cú sốc Kursk đang thúc đẩy Nga làm điều đó. Trong báo cáo ngày 11 tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington cho biết, thay vì rút bớt các lữ đoàn ra khỏi mặt trận miền đông Ukraine, Nga dường như đang tái triển khai các đơn vị cấp thấp hơn đến Kursk. Quân đội Ukraine dọc tiền tuyến miền đông cho biết họ vẫn đang cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ Nga. Artem Dezepko, sĩ quan phụ trách báo chí của lữ đoàn cảnh vệ quốc gia Ukraine đang tác chiến gần thị trấn Yar, tỉnh Donetsk, nói, chúng tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, đồng thời cho biết lực lượng Nga vẫn ném xuống khu vực tới 10 quả bom đường không mỗi ngày. Đáng lưu ý, cùng ngày ông Putin tuyên bố đáp trả Ukraine và đẩy mạnh các cuộc tấn công ở miền Đông. Hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, thông báo nhóm quân Ukraine giữa Torres và New York, tỉnh Donetsk đã bị bao vây. Ông Kimakovsky nói, nhóm quân Ukraina đã rơi vào khu vực do lực lượng Nga kiểm soát khỏa lực liên tục, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể dọc tiền tuyến cho khu vực. Cuối ngày 12 tháng 8, theo tờ Rossiya Gazeta RG của Nga, lực lượng Nga đã tiến vào Torres và đang di chuyển dọc theo tuyến đường Lesnaya theo RG, đây là một quận với các tòa nhà 9 tầng ở vùng ngoại ô phía đông Torres. Lực lượng Nga đã đột phá vào quận này và vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo tuyến đường sắt tại ngã ba của hai khu định cư ngoại ô Druba và Pipnik Noye. Bình luận trên tờ Focus Ukraine, chuyên gia phân tích quân sự Ukraine Alexander Kovalenko cho biết, thời gian qua Nga đã tập kết khoảng 10.000 quân cho chiến dịch tấn công vào Torres. Trước đó, qua bài đăng trên Facebook ngày 11 tháng 8, quân đội Ukraine cũng thông báo rằng lực lượng Nga đã bốn lần tìm cách chọc thủng phòng tuyến tại Torres, gần các thị trấn Zalitne, Deruba và New York. Cho tới sáng ngày 12 tháng 8, Yevhen Shokan, trung úy cấp cao và chỉ huy trung đội máy bay không người lái thuộc tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 206 Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga gần Torres vẫn tiếp diễn ác liệt. Nguy ngập hơn cả Torres đang là New York, nhà báo chiến trường người Mỹ Christopher Miller cho biết ông đã có cuộc trò chuyện với các quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine đang tham chiến tại Kursk. Những người này lo sợ rằng chiến dịch tấn công vào Kursk sẽ khiến Ukraine trả giá bằng các thành phố ở Donetsk. Một quân nhân với biệt danh Dennis nói, New York sẽ bị chiếm giữ 100%, điều đó thậm chí có thể xảy ra ngay ngày mai. Ông đồng thời dự đoán lực lượng Nga có khả năng chiếm cả Chasivya và Torres. Trước đó, hôm 6 tháng 8, đúng vào ngày Kiev phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, các nhóm quân của Ukraine cũng đồng thời rút khỏi vị trí ở phía đông New York. Kết quả là, lực lượng Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng khoảng 3,5 km và tiến sâu 1,7 km. Cùng ngày, cơ Nga đã được kéo lên nóc một tòa nhà trong khu định cư này. Ngày 7 tháng 8, TASS trích dẫn một nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga cho biết nhóm quân Ukraine cố thủ tại New York theo hướng Goloka đã bị kẹt chặt. Ông Kimakovsky cho hay, lực lượng Ukraine đã cố gắng phản công ở New York, nhưng nỗ lực của họ không thành công. Ngoài các bước tiến của lực lượng Nga ở miền Đông, theo tờ Lenta, chính quyền Ukraine cũng đang lo sợ về một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev. Khi trao đổi với tờ The Times Anh, một nguồn tin cấp cao cho Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga có thể sẽ thực hiện một hành động lớn trong lần đáp trả sắp tới. Lực lượng Nga có thể sẽ tấn công vào các mục tiêu quan trọng tại Kiev, bao gồm tòa nhà quốc hội và tòa nhà chính phủ. Đáng lưu ý, theo nguồn tin này, sẽ không chỉ có 4 tên lửa mà số lượng có thể lên tới hàng trăm tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV cảm tử. Hiện các quan chức Kiev đang gấp rút chuẩn bị cho phản ứng cứng rắn này của Moscow. Sau một năm chiến tranh phòng thủ tàn khốc, chiến dịch mới của Ukraine đã nhanh chóng chiếm được lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga, nhưng lực lượng của Kiev vẫn bị áp đảo về khoản lực và quân số ở hầu hết các nơi, tờ quan Trish Reiner của Mỹ viết. Theo tờ quan Trish Reiner, giới lãnh đạo Ukraine hiện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan liệu có đáng để chuyển thêm nhiều quân và thiết bị quân sự hơn nữa, vốn đang rất cần thiết ở mặt trận phía đông Ukraine hay không? Tại đó, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng hạn chế bước tiến của phía Nga. Chỉ trong vài ngày, Ukraine đã tiến xa hàng chục km khỏi biên giới, chứng minh với Nga, với người dân Ukraine và đồng minh của họ rằng họ vẫn đang trong cuộc chiến và có thể gây ra những bất ngờ tàn khốc cho đối thủ. Chiến dịch này là một động thái có rủi ro cao khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và thiết bị quân sự ở mặt trận phía đông. Vào cuối tuần, Nga đã áp đặt chế độ hoạt động chống khủng bố tại ba khu vực biên giới là Kursk, Benkoroz và Prian khi chuẩn bị lực lượng để đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc chiến. World Trade Reiner cũng dẫn lời các trợ lý trong chính quyền Mỹ cho biết, Nhà Trắng không mong đợi tình hình leo thang đáng kể ở Ukraine sau cuộc tấn công vào khu vực Kursk mà Liên bang Nga coi là tấn công khủng bố. Tờ báo viết, nỗi lo ngại leo thang không tăng nhiều ở Nhà Trắng, kỳ vọng là các trận chiến trong khu vực sẽ giống với các trận chiến ở Ukraine. Đồng thời, một số quan chức Mỹ lo ngại rằng một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Nga có thể gây ra phản ứng dữ dội từ Moscow. Trung tá Mỹ đã nghỉ hưu Ronan tin rằng Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của nhà tài trợ chính là Mỹ bằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ông nói với tờ báo, người Ukraine muốn có sự chú ý về cuộc xâm lược này. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, lúc 5 giờ 30 ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine với số lượng lên tới 1.000 người đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Ông lưu ý rằng bước tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga của họ đã bị chặn lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về tình hình ở khu vực Kurs, tuyên bố rằng chế độ KF đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Đại diện chính thức của Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petchenko báo cáo rằng, sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực biên giới ở vùng Kurs, các vụ án đã được mở ra, đặc biệt là một vụ tấn công khủng bố và giết người các nhà điều tra nga đang điều tra danh tính của người đã ra lệnh và thực hiện mệnh lệnh tấn công các mục tiêu dân sự trong khu vực tại vùng Kursk, cũng như các vùng benkoros và brian chế độ hoạt động chống khủng bố đã được kích hoạt để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các mối đe dọa tấn công khủng bố của các đơn vị trinh sát và phá hoại